Ơi, 100 Tao bắt mấy rồi. có 100 thôi, bây giờ 100 mấy đâu ra không? Cô được to lên nữa không chị nghe. Cô đọc Nghe, lại con nghe rồi, đừng có nhây nữa ông đi. ơi. Thôi thôi Cô. Hai. thôi Hai. hai chữ tờ mà thôi thôi ok, là cái cà vạt. Cái cà vạt là cái gì? Con chẳng biết. Có vẽ ra nhá. Dạ. Rồi đây, ví dụ mình có một, Có vẻ đẹp lên. cô vẽ đẹp mà, cô vẽ có xấu đâu. Ví dụ đây là cái cổ áo của mình nha. Dạ. Rồi, tưởng tượng ra cái cổ áo chưa? Đó, xong rồi cô sẽ có một cái cà vạt màu đỏ như thế này. Đây, cái này gọi là tie. Thấy không? Có nhận ra không? Quay nào. Không không, nhà con chẳng có ai dùng. Ồ, nhà con không có ai dùng mà, nhưng mà con thấy là trên trường á vẫn có người dùng mà đúng không? Hoặc đi ra đường á cũng rất là nhiều người. Rất là nhiều người dùng cái này nha, và chủ yếu là đàn ông sẽ dùng nhiều hơn là phụ nữ. Phụ nữ rất Cô ít dùng cái đó để và làm gì cô? để thắt cho nó đẹp đó. Nhìn cho nó nghiêm túc. Sau này có khi Làm con ngủ. thắt lại thì sao? Ngủ. Rồi xong thai nha. Tiếp theo. Hat. Hat. Hat là cái Hat. mũ, nhưng nó sẽ là cái mũ như thế nào? Mũ No, no. Mũ nó sẽ như thế này. mũ sắt Không, mũ mũ sắt. là từ một cục sắt ấy Làm các gì mà bạn. mũ? Mũ sắt. No. Mũ sắt bỏ dưới xuống nước nó không bị hư mọi người Cái không? mũ như thế này mới gọi là hat nè. Mũ rộng vành. Nghe chưa? Mũ vàng. Mũ rộng vành nghĩa là nó sẽ có một cái vành che nắng rộng ở bên ngoài nha. Con vẽ cho cô nè. Mũ phải như thế này chứ. Đâu, mũ như thế nào con vẽ đi. Nghĩa Thành, vẽ cái gì vậy? Lêu, trời ơi. Con vẽ cho cô nè. Gì vậy? Con rùa hả? Hay con khủng long? Có hai cái đó là hai cái gì? À, cái dây cột cột mũ. Rồi, giỏi, được. Are you drawing? Xong nha. Vậy xong chưa? Go. Giải thích từng bộ phận trên mũi cho cô nghe nào. Lại Cho hai cái mũ nó hợp lại vậy á. là cái mũ bảo hiểm nè, còn đây là mũ vải ấy, để che lắm ấy. Thế sao nó lại ở trên, cách ra một khoảng rộng như vậy? Tại vì để trên lán mà cô. Nghĩa là con đội mũ bảo hiểm trước, xong con mới đội mũ vải ra ngoài à? Không, là gắn cái mũ vải lên đầu á cho dễ nhìn Nào nào nào, cái này là cô phải xem lại tiếp thấy được của Thành rồi. Sang từ tiếp theo nha, không lan man nữa. ơi. Cap. Rồi, mình đã có mũ rộng vành rồi, Ê và mũ rộng. cô ơi, cô là vẽ gì rồi? No, no, no. Cái mũ rộng vành á. À, nghe không? Nghe chưa? Lại bấm vào đâu rồi? Xóa đi. Ôi. Ôi. Rồi, come on. Mũ rộng vành á thì thường thường các bà, các mẹ và phụ nữ sẽ sử dụng nhiều hơn.
Và đối với các bạn nam hay như là con á, người ta sẽ dùng một cái mũ khác gọn hơn và nhỏ hơn, đó là cap. Cap. Mũ lửa chai. Cap. Là mũ cái cục sắt ăn lửa. Nào, let's speak. Let's speak. Cap. 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 Mũ lửa chai là biết rồi đúng không? Con chỉ biết là con đang nghĩ là cái mũ ấy nó có một con dao ấy giống như lửa chai ấy. Hay là mũ gì? Mũ lưỡi chai nè. Lại phải để cô vẽ cho à? Cô vẽ xấu lên. Cô vẽ đẹp mà. Sao kêu cô vẽ xấu? Cô vẽ đẹp thì cô vẽ đẹp. Quá đáng dễ sợ. Mũ lửa chai kiểu gì cô? Đó. Mũ lưỡi chai nè. Xinh vậy còn gì nữa? Nó phải như thế này. Hợp lý, hợp lý. Sai rồi. Đúng rồi, sai rồi đó. Ok, rồi. Hết chương trình vẽ. Tiếp theo đến chương trình tư vấn. Slippers. 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 Có, tại sao có S? Có S phải đọc S. Slippers. 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 Là dép đi trống. Trong nhà hay còn gọi dép. Là dép, dép mặt ong. Dép tổ ong, chứ không phải dép mặt ong, trời ạ. À. Dép tổ ong hoặc là dép sọ nón nha. Dép sọ nón là dép gì? À lại để con vẽ cho. Dép sọ nón là dép gì? Là cái chép nó sẽ trông như sẽ trông như thế này nè. Đây. Như thế này gọi là slipper. Chân là cái chân ơi cô. Con nó vẽ cái chân. No 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 no. Cái chân như vậy là bị con gãy rồi. Nhưng mà nó bị gãy chân rồi. Ủa cái này là gì thế cô? Màu đỏ đây nè, nó vừa cái bánh chữ nước á. Còn vẽ đó. Rồi nhìn nha, slipper là đó, có là thể dép kẹp hoặc là dép đi trong nhà. Và vì dép nó đi theo đôi cho nên là dép nó đi theo đôi cho nên mình sử dụng thêm S giống như là shoes hay là socks vậy. Nào, next one. Socks. Cái mưa cái quần đùi. Socks. Socks. Soccer, chứ không phải là soccer. Soccer. Đọc như nào? Socks. 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 Okay, cái tên này mình có thể tuyển tập thêm nha. Vì tắt cũng đi theo đôi cho nên mình sử dụng như vậy. Sweater. Tiếp theo. Sweater. Sweater. Cái này con có hai cách đọc. Mình có thể đọc là sweater hoặc là sweater. Sweater. Là áo. Áo len. Mà dạ áo len này là áo len chui đầu cho cô. Áo len quần đùi. Coat. Áo len màu với quần đùi. Áo len màu với quần đùi á hả? Đúng rồi, trên đầm dưới hè đó. Coat. Trên đầm dưới hè. Áo khoác ngoài hôm trước cái học là gì rồi? Jack. Áo khoác. Đọc là jacket. 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 Nhưng đó là dạng áo khoác ngày. Nó sẽ ngắn. Những cái áo khoác như vậy nó chỉ bằng nửa hông của mình trở lên thôi. Nó giống như nó ngắn ngang cái áo phục của con á. Áo này là một cái áo vải á. Xong rồi tuyết nó bay xuống lạnh lắm.
Ừ, đúng rồi, gió bay vù áo lên lạnh rồi. Nhưng mà đến từ jacket là áo khoác ngắn đúng không? Còn áo khoác dài chúng ta sẽ có Coat. 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 Nó là áo Coat. khoác, áo choàng, nó sẽ Coat. dài hơn. Nó sẽ phải dài từ đùi trở xuống. Gọi là coat. Và người ta sẽ dùng để khoác nhiều hơn. Áp là nó mũ khăn ấy. Mũ khăn. Ok, tiếp theo. Raincoat. Mũ khăn là đi tắm ấy. Rồi. Và khi trời mưa thì mình cũng có những cái áo để trùm từ trên xuống dưới như vậy. Và chúng ta gọi những cái áo mưa đó là raincoat. 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 Now, Raincoat. again, chúng ta sẽ đọc lại tất cả những cái một lần nữa nào. Nào, đọc lại một lần nữa nào. Shirt. Shirt. Uniform. Shirt. Uniform. Tie. Hat. Hat. Không phải hat. Hat. Cap. Hat. 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 Cap. Hat. Cap. Cap. Slippers. Cap. Slipper. Hết đâu? Slippers. Socks. Skirt. Không phải scarf. Socks. 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 Sock. Ok, bây giờ mình luyện cái từ đầu trước nha. Sock. 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 No, no Scott. Sock. Sock, sock, sock. Con đọc cái đó trước, từ đọc S rồi. Sock, sock, socks, socks, socks. Socks. Rồi bắt đầu đọc chậm nào. Socks, socks, socks. À đúng rồi, exactly. Nào, sweater. Sweater. Từ tiếp theo nào, sweater. Sweater. Hoặc là sweater. Sweater. Sweater, sweater. Okay, huh? Sweater. Next one. Coat. Coat. Raincoat. 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 Good. Now we move to the structure. Cô ơi, trong này cô chẳng thấy quần dài. Quần dài mình học rồi mà. Nãy gì? Trouser. Không, cái đó quần đùi. No, quần đùi là short. Quần dài hôm trước mình học là trouser. Cô ơi, cô. Hoặc là pants. Ơi. Sao? Mũ sắt đâu cô? Không có mũ sắt, con trời ơi. Mũ sắt. Không có mũ sắt. Không vậy. Ủa sao không có mũ sắt? Không, con không vậy. Con không thích cái mũ đó. Sao con nha. Không thích cái mũ đó? Nào. Mũ sắt đổi, đổi dễ mà cô, con thích đổi. No, no, no. Cô ơi, con đem mũ sắt nhưng mà con té. Sao vậy? Con té vô mũ, cái mũ nó chảy như vậy, đầu con nó u. Nó mình u mũ được thấy hiểm cô. Nhất, sao lại mũ sắt? Mũ bảo hiểm mà đúng không? Nó muốn làm bằng cái sắt ấy. Thôi chịu, dạy qua phần từ vựng đi nghe. Nào, hôm nay chúng ta sẽ học cấu trúc gì? What is the price is of? The picture. Price. Đọc lại nào. Price. 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 Why? Hôm trước mình hỏi giá, mình sử dụng câu gì rồi? Nhắc lại cho cô nào. Hỏi cái áo này giá bao nhiêu tiền? How? What? Hôm how trước. Much is a how is the áo thun, a jacket. How much is a jacket? Rồi nếu hỏi giá đôi giày này như thế nào? Đôi giày này bao nhiêu tiền hỏi sao? How much
How much is a shoe? Is a shoe, chắc chưa? Shoe là số ít hay số nhiều mà hỏi, dùng y. How much are those shoes? How much are the shoes? How much are the shoes? How are those? Are those? How much are the shoes? How much are the shoes? Okay, còn một cái thì how much is the t-shirt? Rồi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ có cách hỏi giá thứ hai. Hôm trước mình học là gọi là cái này bao nhiêu tiền. Và bây giờ mình sẽ học cái cách khác, đó là giá tiền của cái này là bao nhiêu. What is the price of the, hoặc là what are the price of the. Bây giờ lấy ví dụ luôn nha. Nếu chúng ta dùng y thì chúng ta sẽ dùng cho những từ như thế nào, những cái đồ vật như thế nào. T-shirt là dùng y hay dùng a nè? T-shirt là dùng y. Rồi, shoes là dùng gì? Shoes. Rồi, sandals. A pair of sandals. Cái gì cô? A pair of sandals. A pair là gì? Một. A pair là mấy cặp? Một. A pair of. Một cặp, vậy dùng y hay dùng a? Một cặp thì dùng a. No, một cặp thì dùng is. Nếu con dùng là sandals không thì mình sẽ dùng a. Nhưng nếu chúng ta gộp hai cái đấy thành một và gọi chung nó là một đơn vị, một cặp, a pair of. Nhưng hôm trước con nhắc rồi mà, thì mình sẽ dùng y. Nhưng nếu hai cặp thì sao? Two pairs. Thì dùng y hay dùng a? Dùng hai cặp, hai cặp. Two pairs. Dùng a. Đúng rồi. Khi mà nó xuất hiện cái từ pair thì con sẽ xác định động từ theo từ pair. Nếu từ pair đó không có s thì con dùng y, mà từ pairs đó có s thì con dùng a. Rõ chưa? Rồi, ví dụ như là cái quần trousers, mình dùng y hay dùng a? Trousers. Good. Rồi, cái áo sweater dùng y hay a? Y. Coat. Coat. E. Raincoat. E luôn. Slippers. Hả cô? Slippers. Cái gì cô? Slippers. 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 Chép đi trong nhà. Slippers. E. Sure. Con đi một cái hả? Ok. A pair of slippers. A pair. Of slippers. A pair of slippers. Is hả? E. Two pairs of slipper. Two pairs. Two pairs of slipper. Good, okay. Nào, rồi nhắm nhớ bài rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng câu hỏi này nha. Tương tự khi mà người ta hỏi what is the price thì con phải trả lời là it. Nhưng nếu người ta hỏi what are the prices of the shoe thì mình phải mở đầu bằng gì đấy? Mở đầu bằng gì đây nào? Mở đầu bằng hỏi what is thì trả lời bằng is, hỏi what are thì trả lời bằng are. They are. They are. Hoặc là câu hỏi số 3. How much do they cost? How much does it cost? Tương tự thì do sử dụng với danh từ số ít hay số nhiều? Số
Do sử dụng cho danh từ số ít hay số nhiều? Số ít. You sure? Số nhiều chứ. Đơ là đơ là số nhiều. Cái do là số nhiều. À. Đơ là thanh. Đơ là số ít. Chú ý bài. Tay làm cái gì đó? Con làm cái này. Làm cái này là làm cái gì? Con chẳng biết. Con chẳng biết thì sao con còn làm? Đưa cái tay lên. Tay kia nữa. Hai tay. Cô cho tay lên đó nha. Thấy không? Rồi, tương tự đọc hai câu trả lời cho cô nè. Nếu mà dùng cho số lượng ít thì it cost. Còn nếu số nhiều thì sao? It cost. Ai nói? Cái này động từ mà. Nó trị giá là? Nó trị giá là? It thì đi với cost. Còn nếu không thì con sử dụng cho cô. They cost. They cost. Sau đó cộng với giá tiền, được chưa? Được chưa? Chỗ này 3 chấm cũng là giá tiền. Những cái dấu 3 chấm này đều là giá tiền hết nha. Còn cái 3 chấm trên câu hỏi là đồ vật mình muốn hỏi. Rồi, thực hành luôn. What are the prices of the socks? It 10,000 đồng. 1,000 đồng. Thousand. Good. Next one. How much do the socks cost? They cost 10,000 đồng. Okay. Rồi, đã nhớ được hai cách hỏi chưa? Again. What are the prices of the socks? Cái chỗ này nó không phải là is đâu, nó là they are đấy. Đúng rồi, phải the are mà cô. Sao làm is rồi cô? Ta đang nghe sao? Rồi. They are. Có thể gọi. They are. Cái gì tôi đọc đi hết thì đến chị còn hiểu. They are 10,000 đồng. Rồi, đọc lại câu hỏi cho cô lần nữa nè. What are the best prices? The prices. 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 À, nếu mà không có S thì đọc là price. 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 Còn nếu mà có S thì đọc là prices. Được chưa? Cái này nghĩa là giá cả. Rồi, next one. Tự đọc câu hỏi, tự đọc câu trả lời luôn nè. Read your questions and answer. Bài mang lắm đi. How much? How much do the socks cost? Cost. They cost 10,000 đồng. Cost. 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 Tay, 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 tay. Your hand, please. Oh. Cô nhấn nhầm. Tiếp theo. Now. Let's practice. What are the prices for the shoes? Cô đọc lại. What are the prices for what? The shoes? For your shoes? What are? Phải là they are chứ. Đúng rồi, tại vì người ta chưa điền. They are. Tự nghĩ ra một giá nào. They are 50,000 hả cô? Ừ. 50,000 đồng. 50. Cô bắt lại đọc lại từ 1 đến 50 bây giờ nha. Chú ý bài vào. 50 giờ. What are you doing?
Put your hands up. Con nhập video. Now. Do that. Don't touch that. Okay? Yeah. This one. Yeah. What is the price of your t-shirt? What is the price? What is the price of your t-shirt? Is? $42. Good. Now, next one, I will ask you some more. How much does your slipper cost? How much does your slipper cost? It is your slipper. How much does your slipper cost? Dài. Dài gì? Dài nữa. They cost. They cost. 100. Good. Now, how much do your trousers cost? How much do your trousers cost? Is Trouser là cái gì? Trousers. Trouser là quần dài. Quần là sử dụng số nhiều hay số ít? Số ít. Hai. Cái tay. Cô không đùa đâu nha. Này mẹ Dinh là mà biết là mệt đấy ạ. Con bị cái gì vậy? Sao? Áo dính cái gì? Áo dính gì đâu cô? Làm cái gì nãy giờ? Khi nào tập trung thì học nha. Ok. Nhắc lại cho cô hai điều quan trọng nào. Hai điều quan trọng sao? Câu rồi chứ nhắc quên nào. Keep your eyes on me. Hả? Eyes on me. Và listen to me. Nhớ chưa? Hai cái điều quan trọng trước cái slide nào cũng có hết. Eyes on me. And listen to me. Biết mắt nhìn vào đâu và tai nghe vào đâu, tai nghe gì chưa? Nhớ không? Lâu rồi không nhắc là quên đó nha. Rồi, chuyển sang làm bài tập. Now, fill in the blank with suitable or word phrase. Bây giờ sử dụng những cái từ này, đặt câu hỏi và câu trả lời cho cô. Hiện tại cô chưa bắt mình viết thì mình sẽ làm đọc bài bằng miệng trước. Nào, number one. Con tự đặt câu hỏi về giá và tự trả lời cho cô nào. Number one là it blue jacket. Câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ chia đôi nhé. Cô sẽ hỏi 3 câu hỏi. Sau đó con sẽ trả lời và tương tự con sẽ lựa 3 từ để làm 3 câu hỏi cho cô, có được không? Cô cho mình đổi nhau nha. Hả? Cái này là con phải vừa đặt câu hỏi vừa làm câu trả lời luôn. Đặt for example. Vậy cô làm mẫu trước nè. Nè. How much is the blue jacket? How much is the blue jacket?
It blue jacket. Có bao giờ trả lời mà có it blue jacket không? Sao con cứ bấm cái gì vậy? Thành ơi, không bấm gì đâu. Đó, đó. Hả? Con biết hết đó nha. Con thoát cả kìa. Thoát ra cái gì? Thế lại mở cái gì đâu lúc học? Cái từ viết á. Các bạn biết. Okay, now answer me. What is the price of the blue jacket? What is the price of the blue jacket? Is cộng với cái gì? Is cộng với giá tiền. Giá tiền. Nhớ cho cô những cái chỗ này mình điền giá tiền, giá tiền và giá tiền ha. Chỉ có chỗ này là mới điền tên của cái vật mà mình muốn hỏi thôi. Ok? Nhớ chưa? Dạ. Nhớ nhớ cái thầy Dung nha. Now answer me. What is the price of the blue jacket? Ồ cô ơi. Cô có cần đặt câu hỏi không cô? Cô đọc rồi, bây giờ cô đặt câu cho con ba câu hỏi, con sẽ trả lời, sau đó con lại đặt cô ba câu hỏi cho cô và cô sẽ trả lời. Cô nói từ đầu rồi mà. À dạ, bây giờ chị trả lời hỏi cô. Giờ trả lời thôi, cô hỏi thì con trả lời, lát nữa con hỏi cô trả lời nha. Ok. What is the price of the blue jacket? It blue jacket. Có phải không? Không phải, ừ, không phải. Vậy trả lời sao mới đúng? It's 100 and 50,000 đồng. Again. It's 100 and 50,000 đồng. Ừ, mình có thể đọc luôn là 150. 150. Con không phải dùng 150,000 đồng ha. Câu tiếp theo này. Okay. How do those jumpers cost? How much do your jumper cost? How much your jumper cost? Number, your jumper là con số mấy? Nhìn đi, cô không gọi theo thứ tự đâu. Number. Four. Yes, number four. How much do those jumpers cost? Hurry up, faster. Nhanh nào. Rồi, con trả lời như hồi nãy thôi. Cô dùng cost thì mình phải sử dụng. Đấy. Giày ở. Giày ở. 300,000 đồng. Ừ. Câu đấy vẫn được chấp nhận. Nhưng mà con nghe câu hỏi của cô không? How much do those jumper cost?
Mình sử dụng từ nào? Dù. Từ nào đây? Dài cơ. Trả lời lại được không? Dài cơ. Cost. 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 Cái áo khoác là coat, còn cái này là cost. Ha. Được không? Được không? Ok không? Rồi, again. Number four. How much do those jumpers cost? They cost. They cost. 300,000. Good. Now, how much do her sandals cost? How much do her sandals cost? They do. How much do her sandals cost? Do is they are they đọc từ đó là gì? Cost. They cool. They cost. They cost. Rồi trời ngủ. Sander. They cost how much? They cost. They cost. Blue. Sao đơ rồi. Cô ơi, cô bị đơ kìa. Ừ, nhưng mà cô vẫn nghe con nói đấy. Cô. Trả lời nhanh. Hết đơ. Cô thấy con bị đơ không? Không. Now, come on. They cost. They cost. Đồ hả? Sandals. Rồi, lại, quay lại. Ví dụ. Nghiên cứu đi. Sao? Thế nào rồi? Con biết rồi cô. They cost her salad. À, mày nghiên cứu được rồi. Con nghiên cứu mà cô nghiên cứu hả? Cài cô. Chắc chưa? Bây giờ bạn ta là không có bật lại nha. They cost 100 thousand đồng. 15 đồng là gì? 15 là 50. 50. Hả? 50. 50 là 50. Một cái nào khác nhau nha. 50. 50. 50. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16.
60, 60. City. Nhớ chưa? Khi mà con đọc những số 15, 16, 17 thì con sẽ lên giọng ở cuối cho cô. Nhưng nếu đọc 50, 60, 70 thì mình sẽ xuống giọng ha. Được không thầy? Ừ. Ừ. Rồi, hỏi đi. Đây là câu hỏi cuối cùng của cuộc hỏi. Cuối cùng cũng được hỏi rồi, hỏi đi nhanh lên sao hết giờ rồi. Rồi con chẳng biết hỏi. Ừ, học rồi. Cô ghi công thức này nha. 20 của ba xu. 21 is the grassroot. Không, không dùng câu đấy nữa. Mình bỏ câu đấy đi, mình học hai câu mới này nè. How much? Đợi cô chút. Wait a minute. Do. Ừ. Do. Be. How much do Ben close? How much do Ben close? Con phân biệt được cái nào sử dụng cho số ít số nhiều không? So ít là Ben. Ừ, so Ben, so ít là Ben thì dùng we do hay better? Hả, ít. What is the pair of the cộng gì á thằng chấm 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 à con biết rồi cộng Ben không cô cái gì nếu mà con sử dụng how much do hoặc là the thì Ben là số Ben ở đây là số ít mình phải dùng the. Còn nếu con không thì con có thể sử dụng câu hỏi ở dưới. Chỉ dùng một câu thôi. Dùng câu này thì không dùng câu kia nữa. Nhưng okay, con là cô. Có hai câu cô gửi cho con đó. Thấy không? Không. Trên màn hình đó. Đây nè. Hai câu có dùng mũi tên là hai câu hỏi. Còn hai câu ở dưới là hai câu trả lời. À. Thấy rồi. Phải là cái nào? Bây giờ con hỏi câu nào? Con thích hỏi câu nào thì con hỏi. Bây giờ con hỏi câu dưới đi. What is the price of the pen? It's 2,500 dong. Pen skirt là số nhiều hay số ít? Đừng cứ con là số ít. Pink skirt là cái gì? Pink skirt là áo sơ cái gì? Cái áo hung. Áo sơ mi. Áo len. Ông nói không đánh bừa nữa. Shirt mà là áo thun. À shirt mà là áo sơ mi. T-shirt là áo thun. Skirt cô dạy rồi. Pink skirt các bạn nữ hay mặc. Pink skirt là gì cô? Pink skirt. Là gì cô? Chú ý bài vào. Hôm nay là không có chú ý bài đâu nghe. Các bạn nữ hay mặc cái gì? Các bạn nữ thích mặc lắm á. Hả? Các bạn nam không mặc cái này. Các bạn nữ. Các bạn nam không mặc cái này. Mặc váy. Đúng rồi. Pink skirt. Rồi hỏi đi. Sử dụng. Váy là số ít. Ừ. What is the pair? Again. What is the best? Again. Of what is the best? Again. Of what is the best of
Again. Again. What is the best of the pinkers? Again. What is the best? What is the price? What is the price of the biscuit? It's 75,000 dong. Okay, the last one. Không được sử dụng câu này nữa. Hỏi câu trên đi. How much does the cost again? How much does the cost again? Not this one. How much does the Brazos cost? Con biết rồi. Cô ơi, từ cuối cùng làm sao? Không, cô không có bảo con sai chỗ đấy. Sai chỗ nào? À, cô biết rồi. How much does the Brazos cost? Good. They cost 200,000. Được chưa? Rồi. Nha. Về nhà. Về nhà tất cả những cái chữ, cả những cái bài này, con về những cái câu trả lời và câu hỏi hồi nãy mình sẽ viết ra cho cô. Đây. Ví dụ, how much is the blue jacket? It's 100,000 đồng. Như cái câu mẫu ở trên này nha. Dạ. Rồi. Bài học hôm nay đến đây là vừa kết thúc luôn. Và nhiệm vụ của mình về nhà học lại, học cho cô các từ mới và hai cái cấu trúc hỏi giá mới mình mới học, rõ chưa? À. Ok. Nào. Let's say goodbye to the cô nói hơi nhỏ. Thật đó hả? Cô nói to lắm luôn ý. Cô nói to hơn bình thường ấy. Cô nói to nhiều. Con vẫn thấy nhỏ. Dễ hả? Vậy coi sao lại ấy hả? Now let's say. Trời ơi.